Ngày 20 tháng 12, thông tin từ Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Hiếu, 35 tuổi, trú phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hiếu là người điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên địa bàn phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, hôm 8 tháng 12. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, khoảng 18 giờ tối ngày 8 tháng 12, khi đang chạy xe, do mãi nghe điện thoại, thiếu quan sát, nên đã va chạm với xe ô tô chạy cùng chiều, nhưng vẫn điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao về phía trước. Khi vào đến khu vực vòng xuyến cột Đồng Hồ, Hiếu lạc tay lái, lao lên vỉa hè, tông liên tiếp vào một số bàn ghế nhựa của quán bán nước giải khát và va quệt vào ông Đồng Thanh Bình, 51 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, đang ngồi uống nước tại quán. Ô tô của Hiếu tiếp tục lao lên, tông vào ô tô khác đang đổ bên đường và hai cột điện chiếu sáng mới dừng lại. Vụ tông xe liên hoàn khiến thiệt hại được ước tính khoảng 100 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái sau đó cho thấy tài xế Hiếu dương tính với hai loại chất ma túy là methamphetamine và MDMA, ma túy tổng hợp. Miền Bắc đang bước vào đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Những ngày qua, không khí lạnh mạnh tràn về khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, chỉ còn khoảng 12 độ C. Trong thời tiết lạnh tê tái của mùa đông, nhiều người lao động phải đốt lửa ngay ngoài đường để sưởi ấm. Tại khu vực Dốc Bưởi, những người đàn ông ở chợ người lao động đã đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ đợi người tới thuê. Tại khu vực gần công viên Nghĩa Đô, dù đã đốt lửa sưởi ấm, nhưng một người đàn ông vẫn co ro vì thời tiết lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét này sẽ còn kéo dài khi có liên tiếp các đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến thời tiết Bắc và Trung Bộ. Nhiệt độ sẽ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, phổ biến từ 9 đến 12 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 14 đến 17 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12, tức là qua dịp Noel. Trong đợt rét đậm rét hại này ở khu vực Trung Du vùng núi phía Bắc, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khuyến cáo, nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cây trồng và vật nuôi. Do vậy, để phòng chống rét đậm, rét hại, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Các bản tin dự báo, cảnh báo về không khí lạnh được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin rất sớm và cập nhật diễn biến hàng ngày. Do vậy, người dân không được chủ quan trước tình hình rét đậm, rét hại, đặc biệt là khi di chuyển ngoài trời. Đặc biệt, theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Chính quyền khu vực chịu ảnh hưởng của rét đậm rét hại tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Đồng thời chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Dù thời tiết ở Hà Nội đang rất lạnh giá, nhưng trên khắp các tuyến phố, không khí Noel đã tràn ngập. Trước thềm Giáng sinh, hầu hết nhà thờ ở Hà Nội trang trí lộng lẫy chào đón mùa an lành. Trên phố Hàng Mã, Hàng Đào lấp lánh đồ trang trí Noel, nhiệt độ giảm xuống sâu cũng không thể ngăn người dân ra đường mua sắm chuẩn bị đón Noel. Việc lựa chọn đi dạo phố tại Hàng Mã trước thềm Giáng sinh đã trở thành thói quen của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Khu vực nhà thờ lớn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là một trong những địa điểm thu hút được khá đông người dân và du khách đến đây. Đây cũng là địa điểm thu hút rất nhiều người đến dạo chơi chụp ảnh mỗi khi Giáng sinh về.
Được biết, công tác trang trí nhà thờ lớn được thực hiện từ đầu tháng 12. Cây thông Noel lớn được dựng ngay trước cửa nhà thờ lớn Hà Nội, đi kèm với tiểu cảnh hang đá mô phỏng quá trình ra đời của Chúa Hài Đồng. Nắm bắt được nhu cầu chụp ảnh của nhiều du khách, nhiều người đã có mặt ở đây từ khi nhà thờ bắt đầu sang sửa cây thông để sớm có cho mình những bức ảnh lưu niệm. Mỗi ngày, vài chục lượt khách từ sáng đến tối để có được tấm ảnh đẹp là vào khung giờ 6 đến 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Theo quan niệm của nhiều người, Giáng sinh chính là dịp để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu trước thềm đón năm mới. Theo các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tác động lớn đến sức khỏe của mỗi người, làm suy giảm sức chống đỡ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh bùng phát, nhất là các bệnh về hô hấp, tim mạch, xương khớp, cảm cúm. Người cao tuổi, phụ nữ sau 35 tuổi hay bị đau nhức xương khớp khi trời lạnh, mưa rét. Khi mắc chứng bệnh này, toàn bộ các khớp xương đều đau nhức, nhất là buổi sáng, dễ bị cứng khớp, khó cử động hàng giờ. Do đó, mỗi khi trời trở lạnh, có mưa gió, những người bị bệnh đau xương khớp cần chú ý mặc ấm, đi tất ấm, nhất là sau khi ra mồ hôi. Hạn chế ra ngoài khi trời lạnh có kèm theo mưa phùn vì sẽ làm tình trạng bệnh tăng nặng. Thay quần áo bị ẩm ngay và lau khô người, chân, tay. Phụ nữ nông thôn khi trời lạnh, khớp sưng cấp, không nên lội nước, lội bùn. Nếu phải lội, cần đi ủng để chân khô ráo. Khi có không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm đột ngột, rất dễ phát sinh hiện tượng sốc nhiệt với người. Nguy hiểm của hạ thân nhiệt là nạn nhân không biết, chỉ tới khi mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, rùng mình thành đợt, da tái xanh, đồng tử giãn và mất tỉnh táo là đã mất ý thức. Do đó khi trời lạnh, thấy ai đó run lẩy bẩy, nói lắp bắp, da lạnh, xám, nhịp thở chậm, mệt mỏi, mất phối hợp động tác, nên giúp họ quấn chăn và đốt lửa sưởi cho tới khi cơ thể ấm lại. Bên cạnh đó, mùa lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến tăng cao hơn 15% so với các mùa khác. Người già khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém nên rất dễ mắc. Người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động, nghiện thuốc lá, rượu bia, ăn uống thiếu khoa học, người béo phì, tiểu đường đều rất dễ bị đột quỵ và ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Do đó, khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ập vào người khi mở cửa. Hãy giữ chế độ sinh hoạt hợp lý, tình cảm tâm lý ổn định, tránh những xúc động hay những chấn thương quá mức hoặc căng thẳng, stress, để thích ứng với môi trường, giảm bớt nguy cơ đột quỵ. Mặt khác, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ sẽ làm nhiều người bị dị ứng, đặc biệt người có tiền sử dị ứng như hen phế quản. Sự sụt giảm nhiệt độ mùa lạnh và chênh lệch giữa ngày và đêm, giảm độ ẩm không khí, còn gây các chứng khác như khô nẻ, mẩn đỏ, ngứa ngáy. Để giảm thiểu sự trầm trọng của dị ứng, cần loại bỏ những món hay gây dị ứng, giảm đồ ngọt, rượu bia. Đề phòng bị dị ứng, hãy bôi kem dưỡng ẩm và vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Khi chưa tìm rõ nguyên nhân bị dị ứng thì dùng thuốc gì cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ. Đáng chú ý, mùa lạnh phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em. Bệnh diễn tiến nhanh và nặng, có thể dẫn tới tử vong. Dấu hiệu là ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng, đôi khi ho ra máu. Có thể tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh, sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, đặc biệt bị nặng ngực, cần đi khám ngay tránh biến chứng. Để phòng bệnh viêm phổi, cần mặc đủ ấm, ăn đủ chất trong những ngày chuyển mùa, nhất là với trẻ em. Rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng, nên mặc áo giữ nhiệt, áo đông xuân dày để lưng không nhiễm lạnh. Mùa lạnh nên giữ ấm cơ thể, ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi làm việc ngoài trời, vào ban đêm, vào sáng sớm, phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, đầu, cổ, tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến những chỗ đông người, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng, ăn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Giám đốc Công an Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ. Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng bom xăng, một người tử vong. Trời lạnh thấu xương, học sinh Hà Nội quấn kén đến lớp trong rét buốt.
Hành khách hoảng hốt khi biết tài xế xe Bắc Nam sử dụng ma túy. Israel phát hiện khoảng 1.500 đường hầm ở Gaza. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng là cán bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là cán bộ trưởng thành, từ cơ sở, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại. Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị Thiếu tướng Phạm Thế Tùng phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc, để lãnh đạo, điều hành Cục An ninh Chính trị Nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức trí tuệ để cùng tập thể đảng ủy, lãnh đạo cục và toàn thể cán bộ chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cũng mong muốn tập thể đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ sẽ cùng thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bắt bị can Bùi Văn Lích, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn, nguyên trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Lạc Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện việc kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2021 có nhiều sai phạm. Trong đó, với vai trò là trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Lạc Sơn, Bùi Văn Lích đã chỉ đạo Đinh Thanh Bình là chuyên viên kiêm thủ quỹ, nộp không đầy đủ tiền phí xe ra vào bến xe khách huyện Lạc Sơn vào kho bạc nhà nước, chi tiêu không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đã bắt được bị can trốn truy nã Nguyễn Đình Ý, 55 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội. Nguyễn Đình Ý bị Công an quận Ba Đình truy nã đặc biệt với tội danh giết người. Trước đó, ngày 11 tháng 9 năm 1991, do mâu thuẫn lúc uống rượu tại nhà, Nguyễn Đình Ý dùng hung khí tấn công anh TQH tên viết tắt, khiến anh này không qua khỏi, sau đó bỏ trốn. Ngày 11 tháng 9 năm 1991, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Ý về tội giết người. Ngày hôm sau, Công an ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Đình Ý. Bị bắt sau 32 năm trốn truy nã, Ý khai nhận sau khi tấn công anh H thì bỏ lại vợ con, nhảy tàu bỏ trốn vào miền Nam và sinh sống tại tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình lẩn trốn, Ý thay đổi nam sinh, nơi sinh và xây dựng gia đình với một người phụ nữ đã có một đời chồng và con riêng, đăng ký thường trú tại xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Do lo sợ bị công an điều tra bắt giữ, nên từ khi trốn truy nã tới nay, Ý không liên lạc với gia đình, vợ con tại Hà Nội. Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Đến 8 giờ sáng 20 tháng 12, nguồn tin của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Tuy Phong đã bắt giữ được một số người liên quan vụ hỗn chiến khiến một người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, do có mâu thuẫn nên hai nhóm khoảng hơn 10 thanh niên đã hẹn gặp nhau tại địa bàn thôn 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong để giải quyết. Cả hai nhóm đều chuẩn bị sẵn nhiều hung khí, bom xăng, lao vào tấn công nhau gây náo loạn cả khu vực. Nhiều người dân còn nghe cả tiếng nổ. Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến một thanh niên tên Nguyễn Văn Hùng, 30 tuổi, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bị thương nặng ở vùng ngực trái. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an đã huy động trinh sát truy bắt những thanh niên tham gia hỗn chiến gây chết người. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ án nghiêm trọng này. Lạnh thấu xương là cụm từ nhiều học sinh phụ huynh sử dụng để miêu tả thời tiết của Hà Nội trong bối cảnh không khí lạnh mạnh tăng cường dồn dập. Sáng sớm ngày 20 tháng 12, nhiệt độ tại Hà Nội xuống mức 11 độ C, gió mạnh gây cảm giác buốt giá cho học sinh khi đến trường. Theo ghi nhận tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội, học sinh đến trường với trang phục kín mít, đồ phòng hộ, gió lạnh.
Trẻ được trang bị áo ấm, găng tay, mũ len khi đến trường. Lạnh thấu xương, lạnh cắt da cắt thịt là những cụm từ được phụ huynh miêu tả thời tiết tại Hà Nội sáng nay. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo, nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh mầm non tiểu học sẽ nghỉ học. Nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với đội cảnh sát giao thông Công an huyện Xuân Lộc khuya 18 tháng 12 đã tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề người điều khiển xe khách vi phạm nồng độ cồn ma túy trên tuyến quốc lộ 1. Khi đến địa phận xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách loại xe giường nằm trên xe chở 28 hành khách chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Bắc Giang có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua test nhanh, phát hiện lái xe TVT tên viết tắt 41 tuổi quê ở tỉnh Bắc Giang dương tính với chất ma túy. Khi biết tài xế xe sử dụng ma túy, lái xe, các hành khách đều hoảng hốt. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý. Riêng 28 hành khách đã được tổ công tác liên hệ với nhà xe khác, điều động phương tiện khác, chuyển tải, tiếp tục hành trình về tỉnh Bắc Giang ngay trong đêm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhuận, 60 tuổi, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan điều tra, chiều 10 tháng 10, bị can Nhuận cùng với 25 người mang theo băng rôn đến trước trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai, trước trụ sở đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa để khiếu kiện liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái kinh tế Mở Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Tại đây, ông Nhuận đã kêu gọi số người dân đi cùng có hành động cầm băng rôn hô hào trong thời gian khoảng 20 phút gây mất an ninh trật tự. Ngay sau khi thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can Nguyễn Văn Nhuận để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Hầu Hoàng Thành, 48 tuổi, Nguyễn Thị Bích Chi, 48 tuổi, vợ Thành và Nguyễn Chí Hào, con rể Thành và Chi, cùng ngụ tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Theo điều tra, từ năm 2019 đến nay, vợ chồng Thành Chi cho nhiều người trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vay tổng cộng khoảng 5 tỷ đồng. Lãi suất mà Thành Chi lấy của người vay đến 270% một năm. Từ năm 2022, Nguyễn Chí Hào cũng tham gia cho nhiều người vay trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, vay gần 1,5 tỷ đồng với lãi suất gần 100% một năm. Đầu tháng 12, Công an thành phố Bảo Lộc đã lập chuyên án tập trung đấu tranh triệt phá đường dây cho vay lãi nặng này. Đến ngày 15 tháng 12, khi Hầu Hoàng Thành đang gặp người cho vay để thu tiền lãi, thì bị các trinh sát hình sự mật phục bắt quả tang. Khám xét hai địa điểm là nơi ở của Thành và vợ cùng con rể, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người đang cầm cố vay tiền của vợ chồng Thành và Chi. Ngày 20 tháng 12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện nhóm học sinh lớp 9 tự chế pháo nổ rồi bán trên mạng xã hội. Cụ thể, chiều 17 tháng 12, cơ quan này phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tổ chức trinh sát phát hiện hai học sinh là LHTN tên viết tắt sinh năm 2009 và HNT tên viết tắt sinh năm 2009 đang cất giấu trong người một bịch pháo nổ dạng trụ tròn. Kiểm tra nơi ở của các trường hợp trên, Công an phát hiện thu giữ 26 viên pháo nổ tự chế và 18 viên pháo nổ có trọng lượng hơn 1,5 kg và một hộp nhựa chứa các hóa chất nghi là nguyên liệu chế tạo pháo. Làm việc với công an, N và T khai nhận số pháo trên do bản thân tự chế tạo từ việc lên mạng học online. Sau khi tìm hiểu được cách chế tạo pháo, các em đặt mua hợp chất pha sẵn trên mạng về để thực nghiệm, thấy thành công nên tiến hành chế tạo và đăng lên mạng bán kiếm lời dịp Tết Nguyên Đán 2024. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã xác định được khoảng 1.500 đường hầm và lối đi ngầm ở Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Theo lực lượng phòng vệ Israel, nhiều đường hầm trong số này nằm ở khu vực dân sự và bên trong các công trình dân sự. Sau khi xác định được hàng trăm đường hầm và phá hủy nhiều đường hầm bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, đơn vị lực lượng đặc biệt Sandat đang tiến hành các hoạt động trong mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của Hamas, tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel cho biết. Theo CNN, trước và trong cuộc xung đột Israel-Hamas, Hamas sử dụng các đường hầm ở Gaza để buôn lậu hàng hóa từ Ai Cập,
tiến hành các cuộc tấn công vào Israel. Đây cũng là nơi cất giữ vũ khí và là nơi đặt các trung tâm chỉ huy kiểm soát của Hamas. Quốc hội Mỹ vừa thông báo gói viện trợ khẩn cấp mà Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine không thể thông qua trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của Quốc hội mà phải chờ đến đầu năm 2024, theo tờ The New York Times. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói với phóng viên tại Điện Capitol, mục tiêu của chúng tôi là có thể hoàn thành việc này ngay khi Quốc hội làm việc trở lại. Trước đó, Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng nếu Quốc hội Mỹ không thể thông qua được gói viện trợ trước kỳ nghỉ lễ, đồng nghĩa với việc cơ quan này đang tặng quà Giáng sinh cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo The New York Times, sự chậm trễ này sẽ đẩy gói viện trợ cho Ukraine vào tình thế khó khăn vì tháng 1 năm 2024 là thời điểm thỏa thuận ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa hết hạn. Ngày 19 tháng 12, ông Kim Dae-ki, chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề cử cựu Thứ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yoon vào vị trí Ngoại trưởng của Hàn Quốc. Ngoài ra, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đề cử Cố vấn An ninh Quốc gia Cho Tae-yong vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS, theo hãng thông tấn Yonhap. Ông Cho Tae-yoon là cựu Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai và là cựu đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Ông Cho Tae-yoon được đề cử thay thế Ngoại trưởng Park Jin. Tờ The Korea Times dẫn nguồn tin cho biết ông Park thôi giữ chức Ngoại trưởng để tập trung cho quá trình tranh cử vào Quốc hội Hàn Quốc sắp tới. Trong khi đó, ông Cho Tae-yoon được đề cử thay thế vị trí Giám đốc NIS từ ông Kim Kyo-hyo. Ông Kim đã từ chức hồi tháng 11. Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay ông Cho Tae-yong là một chiến lược gia chính sách đối ngoại. Ông đã đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng khác nhau, từ Thứ trưởng Ngoại giao, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cho đến Đại sứ tại Mỹ. Đặc biệt, ông ấy rất thông thạo và có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ với Mỹ và về vấn đề an ninh Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 12, ông Cho Tae-yong cam kết sẽ đoàn kết các nhân viên làm việc tại NIS, phát triển NIS thành một trong những tổ chức tình báo hàng đầu thế giới. Ngày 19 tháng 12, Bộ Ngoại giao khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, nhìn lại từ sau Đại hội 13 của Đảng và Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn. Bên cạnh những thuận lợi, có nhiều diễn biến phức tạp hơn so với dự báo, khó khăn, thách thức mới xuất hiện và gay gắt hơn. Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá, thế giới đang đứng trước bước ngoặt sang cục diện mới, đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc. Trong đó, các cạnh tranh địa chiến lược quyết liệt hơn, chính trị cường quyền gia tăng, điểm nóng xung đột ở một số khu vực bùng phát, an ninh truyền thống và phi truyền thống đang xen ngày càng phức tạp. Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, công tác đối ngoại và ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng. Các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng nhà nước, nhất là các chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc, phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam. Theo ông Thanh Sơn, các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, diễn ra rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Nhờ đó củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của đất nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, theo số liệu thống kê mới được cập nhật, số người thương vong do trận động đất tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã tăng lên 113 người thiệt mạng và trên 530 người bị thương. Tỉnh Thanh Hải lân cận ghi nhận 14 người thiệt mạng và 198 người bị thương. So với số người thương vong được công bố lúc ban đầu, những con số đau lòng đã tăng lên gấp khoảng 2 lần chỉ sau một ngày. Đáng nói, 2 ngày trước khi xảy ra động đất ở Cam Túc, một số người dân chụp được cảnh tượng một đàn chim màu đen rất lớn bay lượn trên bầu trời địa phương. Những hình ảnh được chụp lúc chiều tối cho thấy trên đường phố xuất hiện đàn chim đen lớn, một số con bay vòng tròn ở độ cao thấp, còn lại đa số chim đen đậu kín đường dây điện.
Đây là hiện tượng hiếm lạ, rất ít khi xảy ra nên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau khi trận động đất tại Cam Túc xảy ra, những hình ảnh về đàn chim đen được lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu báo trước của thiên tai, bởi trong lịch sử đã có không ít bằng chứng về việc động vật cảm ứng được tai họa thiên nhiên sớm hơn con người và có hành vi kỳ lạ trong khoảng từ vài tuần đến vài giây trước khi động đất. Động đất cũng đã phá hủy 155.000 căn nhà, buộc người dân phải tháo chạy ra đường trong tiết trời giá rét. Trận động đất cũng làm gián đoạn giao thông, liên lạc viễn thông ở một số khu vực thôn, làng, một số nơi bị mất điện. Sau khi được các cơ quan chức năng khắc phục, sửa chữa xuyên đêm, hiện tại giao thông, điện, thông tin liên lạc đã cơ bản được khôi phục. Trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra vào đêm 18 tháng 12 tại tỉnh Cam Túc với độ sâu chấn tiêu 10 km. Tâm chấn nằm ở thị trấn Lingo, cách huyện Tích Thạch Sơn thuộc Châu Lâm Hạ của tỉnh này khoảng 8 km. Sau thiên tai này, chính phủ Trung Quốc đã ban bố cấp độ ứng phó thứ hai trong 4 cấp độ ứng phó khẩn cấp. Cấp độ thứ nhất là cấp độ cao nhất. Đây là trận động đất gây thiệt hại về sinh mạng nhiều nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2014. Một nhân chứng sống gần tâm chấn trận động đất kể lại rằng cảm nhận thấy rung lắc rất mạnh. Khoảnh khắc xảy ra động đất, nhân chứng này có cảm giác cơ thể mình như bị hất tung lên sau một đợt sóng triều. Lúc xảy ra động đất, thời tiết ngoài trời rất lạnh, nhiệt độ khoảng âm 12 độ C. Nhiều người nhanh chóng tháo chạy khỏi các tòa nhà xung quanh, một số người chỉ kịp mặc áo khoác mỏng. Một số quấn chăn, có người thậm chí còn đang cởi trần. Trên 1.500 nhân viên ứng phó khẩn cấp đang tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn tại những nơi xảy ra thảm họa. Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã điều động khẩn cấp đội ngũ bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, khoa xương, khoa ngoại thần kinh từ các bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Tứ Xuyên lên đường đến tỉnh Cam Túc tham gia công tác cứu hộ. Ngoài ra, ba địa phương gần với tỉnh Cam Túc là tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Thiểm Tây và khu tự trị Ninh Hạ cũng thành lập đội cứu hộ y tế khẩn cấp, nhanh chóng lên đường chi viện cho tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế phối hợp cứu trợ khẩn cấp khu vực Tây Bắc, đồng thời cấp phát cứu trợ khẩn cấp đợt 1 5 triệu nhân dân tệ, 700 lều bạc, 2.000 giường gấp, 12.700 chăn bông, 4.500 áo bông cho khu vực xảy ra động đất. Theo đội trưởng đội cứu hộ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Cam Túc, Hoàng, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì thời tiết trên lệch nhiệt độ trong mùa đông ở vùng Tây Bắc rất lớn. Hiện tại nhiệt độ đang âm hơn 10 độ. Những người đang bị mắc kẹt gặp nhiều rủi ro. Hơn nữa, động đất xảy ra vào buổi đêm, rất nhiều người không kịp trú ẩn. Qua một đêm thì tình hình rất khó dự đoán. Theo dự báo của Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trong vòng 10 ngày tới, khu vực huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc sẽ không có mưa. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai. Do khu vực xảy ra động đất nằm ở vùng núi cao, có thời tiết lạnh nên các nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện nhằm ngăn chặn các thảm họa thứ cấp do các yếu tố khác ngoài trận động đất gây ra. Nhiệt độ ở Linxia, Cam Túc, gần nơi xảy ra động đất là khoảng âm 14 độ C vào sáng thứ Ba. Một phần hệ thống điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, nhưng các quan chức không cung cấp thêm thông tin chi tiết. CCTV cho biết tổng cộng có 9 cơn dư chấn có cường độ từ 3,0 độ trở lên đã được ghi nhận sáng thứ Ba. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn toàn diện và sắp xếp thích hợp cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của họ. Sau khi trận động đất mạnh 6,2 độ Richter làm rung chuyển huyện Tích Thạch Sơn ở Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc, lúc nửa đêm 18 tháng 12 theo giờ địa phương. Cho đến nay, trận động đất đã khiến 100 người chết ở tỉnh Cam Túc và 11 người chết ở tỉnh Thanh Hải lân cận, đồng thời làm hư hại một số cơ sở hạ tầng như nước, điện, giao thông và hệ thống thông tin liên lạc. Ông Tập đề nghị chính quyền địa phương cứu chữa, điều trị kịp thời cho những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất và diễn biến thời tiết để đề phòng các thiên tai thứ cấp. Ông cũng kêu gọi phân bổ hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng như điện, thông tin liên lạc, giao thông và cung cấp chỗ sưởi ấm cũng như chỗ ở thích hợp cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo nhu cầu sống cơ bản của họ.
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cử một nhóm công tác đến các khu vực bị thiên tai để hướng dẫn công tác cứu trợ động đất. Quân đội Trung Quốc hợp tác với chính quyền địa phương để thực hiện cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đưa ra chỉ thị đôn đốc mọi nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt và cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong. CCTV đưa tin lều giường gấp và chăn bông đã được gửi đến khu vực xảy ra thảm họa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết nhiệt độ thấp nhất qua đêm trong khu vực đang là âm 15 đến 9 độ C. Động đất thường xảy ra ở khu vực miền núi phía Tây Trung Quốc, nơi nổi lên tạo thành rìa phía đông của cao nguyên Tây Tạng. Vào tháng 9 năm ngoái, ít nhất 74 người được cho là đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc, gây ra lở đất và rung chuyển các tòa nhà ở thủ phủ thành đô của tỉnh, nơi 21 triệu cư dân đang phải hạn chế di chuyển vì Covid-19. Trận động đất kinh hoàng nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây là trận động đất mạnh 7,9 độ Richter năm 2008, khiến gần 90.000 người thiệt mạng ở Tứ Xuyên. Trận động đất đã tàn phá các thị trấn, trường học và cộng đồng nông thôn bên ngoài thành đô, dẫn đến nỗ lực kéo dài nhiều năm để xây dựng các công trình lại bằng vật liệu bền hơn. Trung Quốc đang trải qua đợt lạnh giá kỷ lục khi Cơ quan Phòng ngừa Thiên tai Quốc gia ghi nhận nhiệt độ âm 47,9 độ C tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, bằng mức nhiệt độ đo được vào tháng 1 năm 1980. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc phải triển khai các biện pháp đối phó khẩn cấp, trong khi Cơ quan Phòng ngừa Thiên tai Quốc gia chỉ đạo các chính quyền địa phương chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp và các trang thiết bị loại bỏ tuyết. Cần dự trữ than để đảm bảo hoạt động cho các nhà máy điện trong giai đoạn nghiêm trọng, công điện yêu cầu. Cơ quan này cũng yêu cầu các chính quyền địa phương bảo đảm nguồn cung điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu. Trước đó, ngày 15 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo ứng phó khẩn cấp toàn diện trước đợt rét đậm bắt đầu từ tuần này với lượng tuyết rơi dày đặc, sương mù và đường trơn dễ gây tai nạn. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy tình hình đang được cải thiện ở Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc cho biết các trường học sẽ được mở lại sau khi phải đóng cửa tuần trước. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang trong giai đoạn lạnh nhất. Nhiệt độ ở thủ đô Seoul rơi xuống khoảng âm 12,4 độ C trong ngày 17 tháng 12. Dự báo nhiệt độ ở thành phố này sẽ giảm xuống âm 18 độ C đến âm 3 độ C trong những ngày đầu tuần này. Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết, khuyến cáo về thời tiết lạnh giá được đưa ra cho các khu vực Seoul, Busan, Daegu và Daegu. Khuyến cáo thường được ban hành khi nhiệt độ buổi sáng xuống dưới âm 12 độ C trong 2 ngày liên tục. Ngày 16 tháng 12, một đoàn tàu bị nứt cửa vì thời tiết lạnh giá. Báo Korea Herald đưa tin, tuyết rơi và gió mạnh ảnh hưởng đến khoảng 100 chuyến bay, chủ yếu từ và đến đảo Jeju. Chỉ riêng trong chiều qua đã có 14 chuyến bay đến và đi từ đảo du lịch này bị hủy, Yonhap đưa tin. Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 20 tháng 12, một xe tải chở bưu phẩm chạy trên đường tránh Nam Hải Vân hướng Nam Bắc, địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì bất ngờ bị xe tải cẩu đi hướng ngược lại tông trực diện. Cú va chạm mạnh khiến đầu của hai xe tải biến dạng nặng và làm cho hai người bị thương mắc kẹt trên xe. Nhận tin báo, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp và công an quận Liên Chiểu lập tức đến hiện trường, điều động hai xe cứu hộ cứu nạn giải cứu nạn nhân đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân ban đầu được nhận định bị gãy tay gãy chân. Sau đó, lực lượng chức năng đã tạm dừng phương tiện lưu thông để giải quyết hiện trường vụ tai nạn, khiến đường tránh Nam Hải Vân bị ùn tắc. Vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao xảy ra ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà vẫn đang trong thời gian. Đoàn liên ngành của huyện Bắc Hà, Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà là sẽ làm việc nghiêm túc sau khi có kết luận kiểm tra, nếu có vi phạm, kiên quyết xử lý, không bao che vi phạm. Trên cơ sở kiểm tra xác minh, nếu không làm rõ được kết quả, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để mọi việc sáng tỏ. Ủy ban Nhân dân huyện sẽ kiểm tra các vấn đề báo chí phản ánh trước đó và làm rõ một số nội dung như hình ảnh đăng phát, được ghi nhận vào thời điểm nào, sự việc bất thường trong suất ăn của các em học sinh diễn ra trong thời gian dài hay chỉ xảy ra trong thời điểm ngắn.
Ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, các hình ảnh trong phóng sự đúng là ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Tuy nhiên, để làm rõ hơn, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào xác minh, làm rõ. Hiện tại chưa khẳng định trách nhiệm của tổ chức hay cá nhân, nhưng đoàn liên ngành sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước mắt, sẽ giao cho một phó hiệu trưởng điều hành công việc trong trường. Liên quan đến dấu hiệu bớt xén khẩu phần ăn của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, Chủ tịch huyện Bắc Hà cho biết đoàn kiểm tra sẽ làm rõ xem chế độ của các học sinh được bao nhiêu tiền một ngày. Nhà trường đã xây dựng chương trình ăn uống như thế nào, mua bán những gì, có kế hoạch hàng tuần hay không. Vì vậy, phải kiểm tra xác minh, giờ phải có bằng chứng thì mới xử lý được. Lãnh đạo huyện Bắc Hà cho biết thêm, khẩu phần ăn của các học sinh trong trường sẽ thực hiện theo quy định. Huyện Bắc Hà cũng yêu cầu các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các khẩu phần ăn của các cháu. Vụ bất thường bữa ăn bán trú vùng cao là chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều ngày qua và rất được dư luận quan tâm chú ý. Các cơ quan trong ngành giáo dục đều đã vào cuộc. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai vừa có công văn chỉ đạo các trường trung học phổ thông lắp camera giám sát toàn bộ khu vực chế biến thức ăn, khu vực chia suất ăn và khu vực ăn của học sinh. Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai nêu rõ, các nhà trường tạo và công khai tài khoản truy cập camera để cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể, các cơ quan truy cập giám sát. Việc lắp camera hoàn thành trước ngày 10 tháng 1 năm 2024, đồng thời khuyến khích nhân dân, cha mẹ học sinh tham gia hỗ trợ nhân viên trường học cùng nấu ăn. Cũng trong chỉ đạo này, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cho biết, ngoài chính sách của Trung ương hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú ở xã khu vực 3, tỉnh Lào Cai đã ban hành chính sách tiền hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú ở xã khu vực 2 và xã khu vực 3 đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, hỗ trợ 360.000 đồng một tháng một học sinh, trung bình 12.000 đồng một ngày ba bữa. Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai đề nghị Ủy ban Nhân dân, huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các chế độ chính sách với học sinh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện rà soát việc tổ chức thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh với học sinh thuộc diện được hỗ trợ, thành lập tổ khảo sát giá hàng hóa, lương thực, thực phẩm, phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày cho học sinh nội trú, bán trú và các văn bản liên quan. Các trường thực hiện công khai tài chính, công khai bữa ăn hàng ngày của học sinh nội trú, bán trú theo quy định. Chú trọng quản lý, tổ chức bữa ăn hàng ngày cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú. Khuyến khích nhân dân, cha mẹ học sinh tham gia hỗ trợ nhân viên cùng nấu ăn, đồng thời giám sát chất lượng bữa ăn hàng ngày của học sinh nội trú, bán trú tại trường. Không sử dụng kinh phí, chỉ trực tiếp hỗ trợ cho học sinh tiền ăn, tiền nhà ở, học bổng, hỗ trợ gạo, hỗ trợ chi phí học tập và mục đích khác. Liên quan tới việc bớt xén khẩu phần ăn bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ngày 18 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị xác minh làm rõ và xử lý nghiêm tập thể cá nhân có liên quan. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị tăng cường chỉ đạo quản lý trực tiếp chính sách đối với giáo dục dân tộc và đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục. Văn bản nêu rõ, trong những ngày qua, một số cơ quan thông tấn báo chí có phản ánh việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tăng cường chỉ đạo quản lý việc thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc, đặc biệt quan tâm chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông ở xã, thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành liên quan. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của cơ quan thông tấn báo chí về tổ chức bữa ăn học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có liên quan, nếu có vi phạm, theo quy định của pháp luật. Thông báo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5 tháng 1 năm 2024. Đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt là các em học sinh vùng cao, luôn là đối tượng được Đảng, Nhà nước quan tâm và dành nhiều chính sách ưu đãi. Đa phần đã quen với thiếu thốn, đói khổ nên bữa sáng vẫn diễn ra ngon lành, dù bị cắt bớt khẩu phần. Trên lý thuyết, các em chính là những đối tượng thụ hưởng trực tiếp, nhưng ngặt nỗi còn quá nhỏ để thấu hiểu và có thể lên tiếng. Còn người lớn chúng ta thì vẫn cứ chùng chình với văn hóa rút kinh nghiệm, cùng đủ thứ giải trình. Giữa lúc dư luận xôn xao bàn tán thì bất ngờ khi xuất hiện thông tin cho rằng có sự dàn dựng hình ảnh về vụ việc để gửi báo chí. Thông tin này có trong báo cáo của ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 liên quan đến vụ việc.
Cụ thể, tại cuộc họp vào ngày 17 tháng 12 với sự tham gia của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, ông Trần Ngọc Hà thừa nhận hình ảnh phản ánh trong phóng sự là có thật. Tuy nhiên, có cả hình ảnh dàn dựng. Không có việc dùng rau thối để nấu ăn cho học sinh, không dùng lá thay giấy vệ sinh. Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 báo cáo giải trình toàn bộ sự việc liên quan đến nội dung báo chí phản ánh về khẩu phần ăn của các em học sinh. Cụ thể, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo giải trình, trong đó nhấn mạnh việc thông tin phản ánh của báo chí là có căn cứ. Đến nay, Hiệu trưởng Trần Ngọc Hà vẫn đang trong thời gian bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày. Câu chuyện đúng sai ra sao, đã có các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, nhưng nhìn lại hình ảnh được ghi nhận, không ai là không xót xa. Dù trên bản thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, mỗi học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng là một gói mì ăn liền và một quả trứng. Thế nhưng, ngày mới nơi đây bắt đầu bằng hình ảnh 11 đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế quanh chiếc bàn inox với ánh mắt ngây thơ chỉ để chia nhau hai gói mì ăn liền nấu loãng chan với cơm. Bữa sáng không đủ theo định lượng, bữa trưa và bữa tối cũng chẳng khá hơn khi mỗi mâm 11 người chỉ có một ít giò thái nhỏ cùng nồi canh. Coi chàng đây chỉ là vô tình thôi, hiệu trưởng làm sao mà quên được định mức chuẩn 14kg thịt lợn, 11kg xương trong khẩu phần ăn do chính mình phê duyệt. Thực tế, hàng tháng bộ phận kế toán trường Hoàng Thu Phố nhận hơn 125 triệu đồng để tổ chức bữa ăn bán trú, nhưng số tiền này được sử dụng ra sao thì chỉ có ban giám hiệu mới biết.